Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, cứ xây nhà trong năm 2022, được thần tài chiếu cố, suốt đời giàu có, bình an. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh Phong thủy hữu ích, chuyên chia sẻ những kiến thức về tử vi, phong thủy, ứng dụng trực tiếp trong đời sống hàng ngày. Đặc biệt, chương trình được sự tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, an cư lạc nghiệp là lời khuyên của ông bà ta từ rất nhiều đời trước và cho đến nay vẫn còn ẩn chứa nhiều giá trị sâu sắc. Một ngôi nhà tốt sẽ tạo nên hồng phúc và đem tới vận may cho gia chủ cùng các thành viên trong gia đình. Xét theo góc độ tâm linh, các yếu tố để tạo nên một ngôi nhà tốt bao gồm rất nhiều điều như cơ sở hạ tầng, vị trí địa lý, cảnh quan xung quanh. Nhưng trong đó quan trọng nhất vẫn là hướng nhà và tuổi của gia chủ. Đặc biệt với các gia chủ tuổi Ất Tỵ, đặc điểm của cung mệnh là đại diện cho nhân tố đất thì tầm quan trọng của hướng nhà lại càng được nâng cao rõ rệt hơn. Vậy các mệnh chủ tuổi Ất Tỵ xây nhà trong năm 2022 Nhâm Dần như thế nào để phúc lộc dồi dào, càng ở lâu lại càng giàu có, tiền bạc ùn ùn kéo tới? Thì ngay sau đây xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng với Phong thủy Gia Cát lắng nghe những chia sẻ của thầy Gia Cát ngay sau đây nhé. Trong năm Nhâm Dần, năm 2022, các mệnh chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 đã bước sang tuổi 56. May mắn, năm nay các mệnh chủ không bị phạm kim lâu, hoàng ốc hay tam tai. Xin chúc mừng tuổi Ất Tỵ, mệnh chủ có thể xây nhà một cách thuận lợi mà không cần phải mượn tuổi khác để xây. Những gia chủ tuổi Ất Tỵ thuộc cung Cấn, mệnh Thổ có 4 hướng tốt: hướng Đông Bắc phục vị, Tây Bắc thiên y, Tây diên niên, Tây Nam sinh khí. Cũng có những hướng xấu đối với tuổi Ất Tỵ, gồm có 4 hướng: hướng Nam họa hại, Đông Nam tuyệt mệnh, Đông lục sát và Bắc ngũ quỷ. Khi ở trong những ngôi nhà không hợp hướng thì những mệnh chủ tuổi Ất Tỵ thường gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống, gia đình nhiều khi bất hòa, cãi cọ, công việc gặp nhiều trắc trở, hay bị tiểu nhân hại lén và chọc gậy bánh xe, khiến cho đường công danh sự nghiệp cũng như tài lộc bấp bênh. Cho dù có kiếm được tiền nhưng rồi lại cũng mất hết. Vậy nên để hóa giải những điều xấu do ở nhà không hợp hướng mang lại, những gia chủ tuổi Ất Tỵ cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bắt quái tinh cầu bằng gỗ đào. Đây là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải nhà không hợp hướng cho các gia chủ tuổi Ất Tỵ. Treo gương trước cửa để hóa giải những hung khí từ bên ngoài đi vào nhà, cũng như hóa giải những khí xấu do nhà không hợp hướng mang lại. Hơn nữa, gương được thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo đúng với gia chủ tuổi Ất Tỵ. Vậy nên, gương sẽ phát huy công năng tốt nhất, mang lại may mắn và lộc tài cho gia chủ tuổi Ất Tỵ và những người trong gia đình. Quý vị thân mến, sau khi chọn được hướng nhà tốt, nhưng để biết hướng đó có xây được hay không, chúng ta cần phải xét đến yếu tố thiên khí, tức là những cát tinh và hung tinh ảnh hưởng trực tiếp đến hướng đất quý vị định động thổ xây nhà. Đất được vận tuổi nào xây cũng được, mà không được vận thì chọn năm khác xây. Vậy thì trong năm 2022 Nhâm Dần, những nhà hướng nào xây tốt, hướng nào được lộc trời cho giàu sang phú quý trọn đời? Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng theo dõi bài phân tích của thầy Gia Cát nhé! Đầu tiên là hướng Bắc. Hướng Bắc gồm có Ba Sơn, Nhâm, Tý, Quý, 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần được sao Nhất Bạch tài tinh đáo đến. Sao Nhất Bạch là sao tham lang, hiệu văn xương, ngũ hành thuộc thủy, màu trắng. Mùa thu tiến, mùa đông vượng, mùa xuân tiết, mùa hạ tử. Kẻ sĩ gặp nó, ắt được lộc của nó. Người thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất cát thần. Nhất Bạch lại là quan tinh, nếu nó đương vượng hình thế loan đầu bên ngoài lại có thủy phóng quang thì khoa cử đỗ đạt, danh lừng bốn bể, sinh con trai thông minh trí tuệ. Còn nó suy tử thì hại vợ, không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư hoặc thành kẻ nghiện ngập trộm cướp. Nhất Bạch gặp phương Bắc là tị hòa, nếu vượng thì có lợi cho tài văn chương hoặc các công việc về văn, nếu suy thì dễ bị bệnh về máu, nghiện ngập hoặc chìm đắm trong tửu sắc. Vậy nên với những nhà hướng Bắc,
năm 2022 Nhâm Dần, hãy treo trước cửa một pháp khí phong thủy, mai hoa, phú quý. Đồng thời, tại phương vị này trong phòng khách cũng nên đặt một tháp văn xương để kích vận, nghênh sao nhất bạch, giúp cho đường quan vận và học hành của những người trong gia đình được hanh thông, may mắn. Bên cạnh đó, hướng Bắc là một trong bốn hướng xấu đối với các mệnh chủ tuổi Ất Tỵ. Ở vào hướng này bị phạm vào cung ngũ quỷ. Ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hành hỏa, là hung tinh, xấu thứ hai so với tuyệt mệnh. Nó đem đến những chuyện quỷ quái, bệnh hoạn và các tai nạn liên miên xảy đến. Khi ở hướng này, do tương khắc với ngũ hành, cho nên nó sẽ gây nên nhiều mối nguy hiểm hơn. Vì vậy, để hóa giải hung họa do nhà bị phạm ngũ quỷ, các mệnh chủ tuổi Ất Tỵ cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bắt quái tinh cầu bằng gỗ đào để hóa giải những xung sát do nhà phạm hướng ngũ quỷ mang lại. Thứ hai là hướng Nam. Hướng Nam gồm có Ba Sơn, Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa tí hướng Ngọ bị phạm vào tam sát. Theo Vĩnh Cổ Thông Thư thì tam sát được giải thích là tam sát được chia làm ba dạng, tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát và tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai và dưỡng của địa chỉ. Từ đó có thể hiểu, trên thực tế thì tam sát là tên gọi chung kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát. Tam sát là phương vị lưu niên, xung tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu, muốn phát tài phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát thì đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm. Cũng dễ vì thế mà gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau, bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng Nam trong năm nay xây mới cần phải hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ, đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Hướng Nam với những gia chủ tuổi Ất Tỵ cũng là hướng không hợp. Tuổi Ất Tỵ ở hướng này sẽ bị phạm vào cung họa hại. Họa hại là sao Lục Tồn thuộc hành thổ, là một trong những hung tinh mang lại nhiều hung khí, gây nên nhiều thiệt hại về sức khỏe và công danh. Nó làm cho con cái đần độn, bất lương, bệnh tật ốm đau, tài sản sa sút. Vậy nên các mệnh chủ tuổi Ất Tỵ cần phải treo trước cửa nhà một pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những hung khí do nhà không hợp hướng mang lại. Tiếp theo là hướng Đông. Hướng Đông gồm có Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa Dậu hướng Mão bị phạm vào Mậu Kỷ Đô Thiên. Mậu Kỷ Đô Thiên sát là một trong năm sát tinh lớn nhất của năm, do ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất của quý vị. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh cho nên trường khí của nó rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy đo kỹ lưỡng rồi liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Những gia chủ tuổi Ất Tỵ mà ở nhà hướng Đông thì không được hướng, là một trong những hướng xấu cần phải tránh vì hướng này rơi vào cung lục sát. Lục sát là sao Văn Khúc có ngũ hành thuộc thổ. Cung là hung tinh đem sát khí vào nhà, ứng với các tai nạn về lửa, dâm đãng và thị phi. Vậy nên các mệnh chủ cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào để hóa giải nhà không hợp hướng, giúp cho gia chủ tuổi Ất Tỵ cùng với những người trong gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đủ đầy. Thứ tư là hướng Tây. Hướng Tây gồm có Ba Sơn, Canh, Dậu Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần bị sao Thất Xích Phá Quân ngự trị. Thất Xích là sao phá quân, còn gọi là tặc tinh, một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bàn chọn đất xem nhà. Sao Thất Xích, nếu vượng thì phát về võ quyền. Đinh tài đều vượng, nếu suy thì trong nhà xuất hiện trộm cướp hoặc có người chết trận, bị giam cầm. Gia đạo không yên có thể vì hỏa tai mà tổn đinh hoặc xuất hiện người ham mê tử sắc. Thất Xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động, động thì điều xấu càng nhiều. Nhất là nhà ở đầu phố hay ngõ ba thì nguy hại càng lớn. Bởi tính hung hiểm của sao Thất Xích nên khi quý vị xây dựng nhà cửa cần phải hết sức dè chừng, kẻo ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và gia đạo của gia đình.
Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng Tây thì cần phải treo trước cửa nhà một pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để hóa giải. Hướng diên niên đối với tuổi Ất Tỵ là hướng Tây. Diên niên hay phúc đức tượng là sao vũ khúc thuộc hành thổ là cát tinh, là đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính và kéo dài để lại cho thế hệ mai sau. Nó còn được gọi là thần phúc đức. Đối với hướng đông trạch này thì phúc đức cũng không được tốt cho lắm vì gặp tình huống kim bị khắc chế cho nên lực khí tốt bị giảm đi rất nhiều. Thứ năm là hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc gồm có Ba Sơn, Tuất, Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần có sao lục bạch tài tinh đáo đến hướng. Lục bạch là sao vũ khúc là cát tinh. Khi lập tinh bàn nên hướng theo sao này để chọn được nhà đất tốt. Sao lục bạch, nếu vượng thì quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng, công trạng hiển hách, gia đình giàu có, nhiều nhân đinh. Nếu suy tử thì sống cô độc hoặc chết trong binh đao, người nhà thường quá vợ và có nhiều quả phụ. Lục bạch gặp nhất bạch là sinh xuất, nếu vượng thì quan vận thuận lợi, hanh thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt. Nếu suy thì quan lộc tuy không giảm nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu hoặc gặp tai nạn sông nước. Như vậy tổng quan, hướng Tây Bắc năm 2022 Nhâm Dần khá tốt, việc động thổ xây nhà lại càng hanh thông thuận lợi. Còn những người đang ở nhà hướng Tây Bắc thì cũng nên treo trước cửa một pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để đón cát tinh, hóa giải hung tinh của năm. Hướng Tây Bắc cũng là một trong bốn hướng tốt với các mệnh chủ tuổi Ất Tỵ. Khi ở nhà hướng này được hướng thiên y là sao cự môn thuộc hành thổ là cát tinh. Không những là biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe phòng bệnh mà còn làm cho gia đình hưng vượng về tài sản, nhà đất, vật nuôi. Nó còn thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh, cứu giúp cho gia chủ, giúp giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Ở nhà hướng này mà sao thiên y sẽ phát huy được tác dụng tốt nhất về ngũ hành thuộc thổ. Thứ sáu là hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc gồm có Ba Sơn, Cửu, Cấn, Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa thân hướng Dần bị phạm vào Thái Tuế và Mậu Kỷ Đô Thiên. Những nhà tọa Mùi hướng Sửu bị phạm vào Tam Sát. Đây là ba đại kỵ lớn khi xây nhà mà các thầy khuyên rằng không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải hoàn toàn miễn phí. Hướng Đông Bắc là hướng tốt đối với các mệnh chủ tuổi Ất Tỵ. Ở nhà hướng này là hướng phục vị. Phục vị là sao phụ bật thuộc hành thủy cũng là cát tinh, có tác dụng làm tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm cho trạch mệnh và trạch chủ. Nếu gặp cát tinh thì mọi việc sẽ thăng tiến nhiều, còn gặp hung tinh thì mọi sự cũng sa sút theo. Sao này hợp với đông trạch hơn tây trạch. Thứ bảy là hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam gồm có Ba Sơn, Thìn, Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa Hợi hướng Tỵ bị phạm Tam Sát, không nên xây mới hay sửa chữa, còn những nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Tuất hướng Thìn thì xây mới bình thường. Nhưng để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn về việc chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ, cũng như cách bố trí phong thủy hợp lý để mang lại may mắn và bình an nhất cho mình. Như chúng ta đã biết ở trên, hướng Đông Nam cũng là hướng không hợp với các mệnh chủ tuổi Ất Tỵ. Ở hướng này bị phạm vào hướng tuyệt mệnh là một trong bốn hướng xấu nhất. Tuyệt mệnh là sao pháo quân, thuộc hành kim là hung tinh xấu nhất trong 8 sao. Đem đến tuyệt khí tử khí vào nhà, gây ra tai họa cho các gia chủ. Hướng này mà gặp tuyệt mệnh thì càng nguy hiểm hơn vì lại gặp tăng khắc về ngũ hành, cho nên sự nguy hiểm của nó càng được gia tăng. Vậy nên các gia chủ cần phải treo một chiếc gương bắt quái tinh cầu bằng gỗ đào trước cửa nhà để hóa giải. Cuối cùng là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam gồm có Ba Sơn, Mùi, Khôn Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa Dần hướng Thân bị phạm vào Tuế Phá, nhà tọa Sửu hướng Mùi bị phạm vào Tam Sát. Đây là hai sát tinh lớn hóa giải rất khó, vậy nên việc xây mới hoàn toàn là không nên. Những nhà tọa Cấn hướng Khôn có thể động thổ xây mới trong năm 2022 này. Hướng sinh khí với tuổi Ất Tỵ là hướng Tây Nam. Sinh khí là sao Tham Lang Tinh
có ngũ hành thuộc mộc là cát tinh mang lại may mắn, sinh khí, mà ở hướng đông tứ trạch thì được hợp trạch vì thuộc tính ngũ hành của nó tương sinh đối với các hướng đó, giúp cho nhà cửa gia chủ vượng lên trông thấy. Vâng, thưa quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ về việc xây nhà và cách hóa giải phù hợp với các gia chủ tuổi Ất Tỵ trong năm Nhâm Dần năm 2022. Và hy vọng rằng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp cho quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký kênh và ấn vào tín hiệu quả chuông để nhận thông báo mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn bây giờ Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại trong những nội dung hay hơn lần sau.